Thầy chính là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Gioan chương 11 câu 25. Cáo phó: trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh, Linh mục Giuse Khuất Văn Long và gia đình xin kính báo. Bà cố Maria Nguyễn Thị Lạc, thân mẫu của cha Giuse Khuất Văn Long, chánh xứ giáo xứ Minh Long, sinh năm 1930, quê quán Hà Tây, qua đời 15 giờ 15 phút ngày 15 tháng 10 năm 2021, hưởng thọ 91 tuổi. Linh cữu được quàn tại Tư Gia, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc giáo xứ Sơn Lộc, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường. Tẩm niệm 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021. Động quan 7 giờ sáng thứ Hai ngày 18 tháng 10 năm 2021. Thánh lễ an táng 8 giờ sáng thứ Hai ngày 18 tháng 10 năm 2021. Chủ tế thánh lễ an táng cha Giuse Khuất Văn Long, chánh xứ giáo xứ Minh Long, tại nhà thờ giáo xứ Sơn Lộc, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường. An táng tại nghĩa trang giáo xứ Sơn Lộc, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường. Kính xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria mau sớm được hưởng tôn nhan Chúa.